Trong phần đầu tiên của chương trình Top News là bản tin về coronavirus trên khắp thế giới. Thưa quý vị, tính đến sáng hôm nay, trên khắp thế giới đã có 3.657.000 người, hay hơn nữa là chết, là bị dương tính bởi coronavirus. Và trong số đó, số người chết lên đến 252.500 người và số người hồi phục 1.202.000 người. Dĩ nhiên, đứng đầu vẫn là nước Mỹ về con số nhiễm bệnh, và kế đến là Tây Ban Nha, Ý, rồi tới Pháp, Đức và Anh, Nga, Thổ và Brazil. Tất cả những quốc gia này là những quốc gia có con số nhiễm bệnh trên 100.000 người, và từ trên xuống dưới là theo cái thứ tự nhiều đến ít. Tây Ban Nha và Ý cũng như Hoa Kỳ là số người nhiễm bệnh trên 200.000 người, và nước Anh vừa rồi đây là đã qua mặt nước Pháp với là 169.000 người, và nước Anh là 190.000 người, tức đã là nhiều hơn qua mặt nước Pháp so với ngày hôm qua. Và ngày mai hay là ngày mốt nữa, có thể là Iran sẽ tham gia vào vị trí những quốc gia có trên 100.000 người nhiễm bệnh. Về vấn đề khi hết dịch thì có bao nhiêu người nhiễm bệnh và bao nhiêu người chết, thì theo sự tính toán hiện thời, căn cứ vào cả con số số người mới nhiễm bệnh đi vào mỗi ngày và con số người chết mỗi ngày, thì người ta cho tính toán và họ nghĩ rằng ước tính đến ngày hết dịch, con số người nhiễm bệnh lên đến 4.6 triệu người và số người chết lên đến 300.000 người. Hai con số này không thay đổi so với ngày hôm qua, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó về tình hình ở tại nước Mỹ, cho đến ngày hôm nay được ghi nhận số người nhiễm là 1.212.955 người. Số người đã thiệt mạng là 69.925 người. Đứng đầu có số người nhiễm và người chết vẫn là ba tiểu bang. Thứ nhất là New York với số người nhiễm dương tính được ghi nhận là 327.374 người, 24.944 người chết. Tiểu bang đứng hàng thứ nhì là New Jersey sát với lại New York là 129.345 người nhiễm và 7.951 người chết. Trong khi đó, California số người nhiễm được ghi nhận là 54.923 người và số người chết tại tiểu bang California cho đến nay là 2.215 người. Tại tiểu bang Texas được ghi nhận ở hàng thứ 9 với số người nhiễm là 33.058 người và cho đến nay cũng có 915 người đã bị thiệt mạng. Các tiểu bang khác đứng trong danh sách 10 tiểu bang có số người nhiễm và người thiệt mạng nhiều, nhưng sau những tiểu bang chúng tôi đã trình bày, gồm có Massachusetts, Illinois đứng hạng thứ 5, Pennsylvania thứ 6, Michigan thứ 7, Florida thứ 8 và Louisiana đứng hạng thứ 10. Tính về số ca nhiễm mỗi ngày vẫn ở cái mức gọi là ở cái cao điểm tối đa vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, là trong ngày này có nhiều người nhiễm nhất. Trong khi đó, số người chết mỗi ngày thì được biết là đã giảm xuống, nhưng ở mức là cùng với lại cái thời điểm ngày 20 tháng 4 vừa qua. Về sự ước tính hoặc là phỏng đoán, nếu trong trường hợp đại dịch này qua hết thì ở nước Mỹ có khoảng 1.400.000 người bị nhiễm và có thể có khoảng 84.000 người bị tử vong.